Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đuối nước là một câu chuyện quen thuộc được nhắc đi nhắc lại mỗi khi hè đến. Dù đã được cảnh báo nhiều, thế nhưng các vụ tai nạn đuối nước vẫn liên tục diễn ra với nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Sau mỗi vụ việc thì nỗi đau và sự mất mát để lại rất lớn cho gia đình nạn nhân và xã hội. Vậy những nguyên nhân nào khiến cho tai nạn đuối nước lại trở thành những nỗi đau chưa có hồi kết và chúng ta cần phải làm gì để phòng tránh đuối nước ở trẻ nhỏ? Đây cũng là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Chuyện trong tuần hôm nay. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ đuối nước, làm 18 trẻ tử vong. Tai nạn đuối nước xảy ra ở 7 trên 10 huyện thành phố. Trong đó nhiều nhất là huyện Lục Ngạn, với 7 vụ, làm 8 trẻ thiệt mạng. Tiếp theo là huyện Lạng Giang 3 vụ với 3 trẻ tử vong. Hai huyện Sơn Động và Lục Nam mỗi huyện 2 vụ với 2 trẻ tử vong. Huyện Tân Yên 1 vụ và 1 trẻ tử vong. Đáng chú ý là huyện Việt Yên xảy ra 1 vụ đuối nước nhưng làm 2 trẻ cùng thiệt mạng. Phần lớn trẻ bị đuối nước chủ yếu nằm trong nhóm từ 6 đến 13 tuổi, chiếm 65%. Nhóm trẻ từ 0 đến 5 tuổi chiếm 35%. Đau lòng hơn là nhiều vụ đuối nước xảy ra đã cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em trong cùng một gia đình. Vâng thưa quý vị, 18 trẻ em mãi mãi không trở về với gia đình sau những buổi đi tắm sông, hồ hay đi chơi cùng với bạn bè, người thân trong những ngày hè. Đây là nỗi đau và mối lo không chỉ của riêng mỗi gia đình mà của toàn xã hội. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng nỗi đau mất con của gia đình anh Thân Văn Long ở thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trong thời gian nghỉ hè, cô bé 9 tuổi cùng bạn đi chơi, nhưng chẳng may ngã xuống khu vực nước sâu trên đường đi, nên cả hai đã cùng tử nạn. Khuyên các cha mẹ, bậc phụ huynh cũng quan tâm đến con cháu khi cái dòng chảy từ bên Hồng Thái sang bên Đông Mối ấy. Và tất cả những bà con làm những giai đoạn nước bất thường thì cũng nên là để ý và cảnh giác và cũng tránh không nên qua cái đường đấy nữa. Bởi vì cái sự việc của gia đình vừa rồi cũng là rất đau lòng, không những một cháu mà gia đình mất đi hai, một người con và người cháu. Thưa quý vị và các bạn, đây là cống bờ đắp nằm trên tuyến đường nối giữa thôn Như Thiết, xã Hồng Thái và thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, nơi vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm cho hai cháu nhỏ 13 tuổi và 9 tuổi tử vong. Mặc dù là cái khu vực được cảnh báo nguy cơ cao về đuối nước, tuy nhiên thì vì cuộc sống mưu sinh thì người dân địa phương vẫn phải thường xuyên di chuyển qua đây. Do đó thì đòi hỏi các cấp chính quyền cũng cần phải sớm có các cái biện pháp để phòng ngừa đuối nước cho bà con. Tuyến đường này là cái tuyến đường mà bà con thường xuyên phải sản xuất cũng như là đi lại phục vụ công việc là cho công nhân của xã Nghĩa Trung cũng như xã Hồng Thái đi lại để đi làm tại các khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp Đình Chám. Mặc dù là rất nguy hiểm nhưng vì cuộc sống thì bà con vẫn phải đi. Và cái đoạn đường này nó là cái đường mà ngắn nhất để đến với khu công nghiệp. Giá như chỉ là hai từ mà người đàn ông này có thể nói được trong đau đớn. Dù đi cùng con trai trong buổi gặp nạn và hai cha con đều là người biết bơi, nhưng anh cũng bị bất lực trước sức mạnh của dòng nước lũ và phải chứng kiến cậu con trai 15 tuổi của mình ra đi mãi mãi. Tất cả mọi người rồi tất cả các bậc phụ huynh lên để ý quan tâm đến con cái trong đợt hè, đặc biệt là những hôm mưa lũ nước nhiều. Địa điểm mà cha con anh Hình gặp tai nạn đuối nước trong lúc đánh cá vào ngày 8 tháng 7 là ngầm tràn nối giữa xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam với xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Theo chính quyền địa phương, đây là một trong những khu vực nước sâu có nguy cơ cao về đuối nước, nhất là những ngày mưa to kéo dài. Trong thời gian tới chúng tôi phối hợp cùng với xã Đại Lâm, thứ nhất là cắm biển cảnh báo, thứ hai là làm các cái lan can để tránh những cái hôm mà trời mưa mà bà con đây là trên hệ thống giao thông nó không phải lối lớn như lối nhỏ thường xuyên đi tắt qua sẽ gây nguy hiểm. Có thể thấy các tai nạn đuối nước xảy ra khiến trẻ em tử vong đều xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau và trong những hoàn cảnh không giống nhau. Thế nhưng đều để lại những nỗi đau còn mãi cho những người làm cha, làm mẹ khi mất đi đứa con rứt ruột đẻ ra, đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Mất đi những đứa con vì những tai nạn không đáng có như đuối nước là những nỗi đau không thể kể hết của nhiều gia đình. Chính vì vậy, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng đuối nước ở trẻ em thì rất cần sự vào cuộc trách nhiệm tích cực của các cấp các ngành địa phương. Trong đó vai trò của gia đình, các bậc phụ huynh là vô cùng quan trọng. Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, giai đoạn 2019-2021, bình quân mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 30 trẻ tử vong vì đuối nước. Các vụ tai nạn đuối nước đều chủ yếu xảy ra trong dịp hè và phần lớn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khi cha mẹ lơ là, không quan tâm, quản lý con cái. Các bậc phụ huynh, đặc biệt là các bậc phụ huynh trẻ thì thường là đi làm từ sáng đến tối. Đấy, báo cáo các đồng chí như vậy thì và thường thì gửi một là con cháu cho các cháu cho ông bà, hai là gửi cho các cháu ở cơ sở giáo dục. Thế nhưng tuy nhiên là trong cái dịp hè này thì các cháu ở cơ sở giáo dục thì thường là bây giờ đã chuyển về cho gia đình và chuyển về cho địa phương. Do vậy là báo cáo đồng chí là chúng tôi bằng cái cách là hiện nay là chúng tôi đang tập trung chỉ đạo chỗ đoàn thanh niên là tổ chức các cái hoạt động trong cái dịp hè để làm sao để thu hút các cháu tham gia vào các cái hoạt động tập trung ở tại địa phương, và thứ hai là tránh xa được các cái hoạt động vui chơi nguy hiểm, và cái thứ ba nữa là cũng nhân cái dịp này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên phối hợp với đoàn truyền thanh là tăng cường các cái biện pháp để tuyên truyền, trong đó có tăng cường cái thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và của thôn về cái phòng chống đuối nước cho các cháu cũng như là các cái tai nạn thương tích đáng tiếc cho các cháu có thể xảy ra trong dịp hè. Với hơn 200.000 trẻ em dưới 16 tuổi, nhưng chỉ có khoảng 30% trẻ em biết bơi. Đây cũng chính là hạn chế lớn cho công tác phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh hiện nay. Chính vì vậy, việc tăng cường dạy bơi và trang bị những kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ được xem là giải pháp vô cùng quan trọng và cấp thiết. Để phòng chống được hạn chế đuối nước thì theo chúng tôi là cái quan trọng đầu tiên trong cái lứa tuổi trẻ từ mầm non cho đến cấp 2 là phải biết cách học bơi. Nếu như có những cái trường hợp hy hữu xảy ra gặp nước sâu thì mới có cách xử lý được. Đưa cái môn học bơi vào thành một cái tiết học của trong cái môn học của nhà trường để các em có nhiều cái kỹ năng hơn và đã thì sẽ tăng được cái tỷ lệ biết bơi cho học sinh. Bắc Giang là tỉnh có địa hình đa dạng, mạng lưới ao hồ, sông suối, ngầm tràn dày đặc. Trong khi đó, trẻ em ở các vùng nông thôn miền núi lại thường chọn những khu vực này để tắm mát và vui chơi trong dịp hè. Vì thế mà nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đuối nước với trẻ em luôn thường trực. Dù đã có hàng loạt các biển cảnh báo nước sông nguy hiểm được các cấp chính quyền và ngành chức năng lắp đặt, nhưng để phòng tránh những tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra thì vẫn là bài toán khó, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng như là các sở ngành cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các cái nhiệm vụ và giải pháp đối với các địa phương. Thì cần tập trung rà soát các cái địa điểm có nguy cơ gây đuối nước để có cái biện pháp cảnh báo phòng ngừa, ví dụ như là làm rào chắn xung quanh rồi làm những cái biển cảnh báo ở những cái địa điểm có nguy cơ đuối nước để đảm bảo an toàn cho trẻ, tăng cường kiểm tra giám sát tại những cái khu vực có nguy cơ gây đuối nước và đặc biệt là kịp thời chỉ đạo tổ chức kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người đứng đầu trong việc thực hiện các cái biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em và có cái hình thức xử lý phù hợp đối với những cái tập thể cá nhân mà thực hiện không tốt cái công tác này, tăng cường đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền giáo dục cái kiến thức kỹ năng đối về phòng chống đuối nước tới các cấp các ngành cộng đồng gia đình và cho chính trẻ em. Còn đối với lại các nhà trường thì cũng hướng dẫn các cái kiến thức kỹ năng tới từng lớp học, từng học sinh, đặc biệt là trước mỗi cái kỳ nghỉ hè, rồi thì đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để cho học sinh tuân thủ các cái quy định về phòng chống đuối nước trẻ em, góp phần hạn chế cái tình trạng đuối nước. Tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ đã trở thành nỗi đau chưa có hồi kết, gây ra nhiều lo lắng cho các bậc phụ huynh và xã hội. Chính vì vậy, việc trang bị các kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước và tạo môi trường sống an toàn được xem là giải pháp quan trọng. Cùng với đó, rất cần sự chung tay của toàn xã hội
và mỗi gia đình để mọi người cùng quan tâm hơn nữa trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là vào dịp hè, nhằm tránh các vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra. Chuyên mục chuyện trong tuần kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.